Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo. Cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới 63 tỉnh thành phố, 705 quận, huyện, thị xã, 10.400 xã, phường, thị trấn. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nỗ lực, cố gắng để từ nay đến 30 tháng 9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh trong hai tuần qua, nhất là tuần vừa qua, kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, những gì được và chưa được, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, các bài học kinh nghiệm về lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát, từ đó xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phù hợp cho thời gian tới, nhất là cho tuần tới đây. Một nội dung hết sức quan trọng khác của cuộc họp được Thủ tướng nêu ra là tiếp tục cho ý kiến dự thảo kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 để phát triển kinh tế xã hội. Theo Thủ tướng, vừa qua, ban chỉ đạo đã chỉ đạo Bộ Y tế, tiểu ban y tế xây dựng kế hoạch này với các chỉ tiêu, quy định, quy trình để đánh giá thực hiện. Cố gắng từ nay đến 30 tháng 9 sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Về chính sách hỗ trợ người lao động, Thủ tướng thông tin Ngày 24 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện thật tốt chính sách này để hỗ trợ kịp thời người lao động và người sử dụng lao động trên tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no. Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long trong 14 ngày qua, ghi nhận 152.215 trường hợp mắc mới, trong đó 87.214 ca cộng đồng. Tuần qua ghi nhận 72.236 ca mắc, giảm 9,7% so với tuần trước. Trong đợt dịch thứ tư, đến ngày 24 tháng 9 năm 2021, cả nước đã ghi nhận khoảng 734.000 ca mắc, trong đó 503.000 người đã khỏi bệnh, chiếm tỷ lệ 69% có 16 trên 62 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới, 5 tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát và có một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào, đó là Cao Bằng. Số tử vong trong tuần đã giảm 12,1% so với tuần trước. Riêng thành phố Hồ Chí Minh giảm 10,5%, Bình Dương giảm 12,6%, Đồng Nai giảm 15,4% và Long An giảm 15,8%. Tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát. Số ca mắc trong 7 ngày gần đây giảm 9,8% so với 7 ngày trước, trong đó có Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Trong tuần ghi nhận 40.577 ca mắc trong cộng đồng, chiếm 56,2% tổng số ca mắc, giảm 11,7% so với tuần trước. Các địa phương khác tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát.